Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì có một vị khách hàng điện thoại đến và anh bảo rằng việc định đoạt tài sản chung đồng sử dụng, đồng sở hữu trong trường hợp đất bị giải bồi thường giải tỏa thì như thế nào? Thì câu chuyện của anh như thế này, ông A và bà B là hai anh em, thì khi nhưng mà chỉ được có cấp có một sổ thôi, với lý do là một cấp một cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thôi, với lý do là đất nó nhỏ quá. Thì bây giờ nghe nói hiện tại rằng là ban bồi thường đang cái bồi thường vào cái đất của hai anh em này rơi vào cái quy hoạch. Thì rõ ràng các bạn thấy không, có thể rằng là khi mà đất của họ nằm trong cái quy hoạch, thì giờ tôi giải thích là bây giờ có tổng cộng là 150m2 đi, là của cả hai anh em họ. Bây giờ đã 50m2 nằm trong cái quy hoạch bồi thường của cái dự án, gọi là dự án đường cao tốc đi. Thì trong trường hợp này có thể đường cao tốc nó đi ngang qua và nó vướng vào cái nhà của ông anh nhiều hơn nhà của người em. Thì trong trường hợp này không thể thấy lấy cái chung là 100m trừ cho 50m rồi 50m này lại chia đôi được, vì đây là sở hữu chung theo phần. Thưa quý vị và các bạn, tôi cũng đã có định hướng với vị khách hàng này. Tôi bảo rằng là có hai cách. Thứ nhất là anh tiến hành đo vẽ toàn bộ cái đất của hai anh em, sau đó đưa cái đất này vào cái thêm một cái tờ trình nữa gửi đến ban đền bù. Nếu trong trường hợp và làm cái tờ trình trong đó có hai nội dung quý vị và các bạn ạ. Nội dung thứ nhất là chúng ta sẽ trình bày giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của chúng tôi là sở hữu chung theo phần. Và khi sở hữu chung theo phần thì mỗi người định đoạt. Nếu trong trường hợp đất được bồi thường ở của người anh là 10m thì người anh sẽ được nhận số tiền là 10m. Nếu trong trường hợp bồi thường đất của người em là 40m thì mình sẽ nhận được tương ứng với cái phần mà đất nó nằm trong dự án bồi thường, đền bù, giải tỏa. Thậm chí là sau này hai anh em này đi khiếu nại về giá đền bù cũng vậy nữa. Chúng ta sẽ trên cái căn cứ và trên cái tỷ lệ, giống như cái tỷ lệ trùm sò vậy, 70-30% hoặc là 20-80% chẳng hạn, đất chúng ta bị quy hoạch bao nhiêu thì chúng ta sẽ được bồi thường bấy nhiêu. Vậy thì các bạn hỏi với tôi rằng luật sư ơi, có quy định nào, pháp luật nào liên quan ở trường hợp này hay không? Thì tôi sẽ dẫn cho quý vị và các bạn cái quy định của Bộ Luật Dân sự năm 2015. Vị khách hàng này hỏi tôi thì tới nay là 2018. Tôi nghĩ rằng là nó cái dự án mà bồi thường có thể được áp dụng từ tại thời điểm này và chắc là áp dụng, đoán thôi, áp dụng Bộ Luật Dân sự 2015 quý vị nhé. Điều 218 định đoạt tài sản chung. Cũng xin giới thiệu với quý vị và các bạn một cái tài sản. Tài sản này có thể là động sản, có thể là bất động sản, thì chúng ta có những cái quyền chiếm hữu, sử dụng và định đoạt. Thì điều 218 là quyền định đoạt tài sản chung. Trong này nó gồm có 3 ý. Mỗi chủ sở hữu chung theo phần có quyền định đoạt phần sở hữu của mình. Các bạn mỗi chủ sở hữu chung theo phần có quyền định đoạt phần quyền sở hữu của mình. Như vậy đó, hồi nãy tôi nói đó, tổng diện tích là 250m2. Tuy nhiên rằng là người anh được 120m2 và bồi thường nằm trong dự án là 10m2 thì họ được nhận cái 10m2 này tương ứng với cái số tiền đền bù. Còn người em được 130m2, tuy nhiên 40m2 nằm trong cái dự án bồi thường thì anh sẽ được hưởng trên cái phần diện tích nhân với giá tiền đó.
Việc định đoạt tài sản chung hợp nhất được thực hiện theo thỏa thuận của các chủ sở hữu chung hoặc theo quy định của pháp luật. Cái này thì sở hữu chung theo phần, mà phần có rạch ròi riêng biệt rồi. Trường hợp một chủ sở hữu chung theo phần bán phần quyền sở hữu của mình thì chủ sở hữu khác được quyền ưu tiên mua. Thật ra thì nó cũng nằm trong trường hợp này, cho nên mình chỉ biết những quy định của pháp luật để mà mình hiểu thêm. Thưa quý vị và các bạn, thì thực tế cho đến thời điểm hiện tại thì riêng ở thành phố Hồ Chí Minh, cái việc mua bán bằng đồng sử dụng, đồng sở hữu rất nhiều. Vì nhà nước có quyết định số 19, quyết định số 33 không cho tách thửa với lý do là sẽ bị manh mún đất nông nghiệp. Và thế là cái quyết định 19, 33 đó được cải biến thành có những cái 2, 3 người, 5 người mua và đứng tên đồng sử dụng, đồng sở hữu. Và sau này thì có những cái biến tướng nữa, đó là những cái lập vi bằng trong cái việc mà mua đất không có giấy tờ, nó rất là mệt mỏi. Hy vọng rằng chương trình Dân ta phải biết luật ta sẽ lan tỏa cái tính nhân văn của hồ sơ, tính nhân văn, cái tính pháp lý. Tất cả mọi người đều am hiểu pháp luật, và tôi nghĩ rằng tôi sẽ song hành với quý vị và các bạn. Cũng thành thật thông cảm quý vị và các bạn ạ. Công việc thì cái lượng khách hàng gọi vào cái khung 8 giờ đến 9 giờ miễn phí rất là nhiều. Tuy nhiên thì các bạn phải chú ý một điều rằng là chúng ta cũng phải ưu tiên cho những người còn lại. Ví dụ hôm nay chúng ta muốn luật sư tư vấn thì luật sư tư vấn một lần, hai lần, ba lần, thì chúng ta hãy nên nhường cái quyền lại cho người khác nếu trong trường hợp. Chứ còn bây giờ hôm nay làm các bạn điện tới, mai các bạn điện tới, mốt các bạn điện tới, các bạn gọi 5 lần như vậy thì sẽ mất cái quyền của người còn lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã song hành cùng với văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta. Hy vọng rằng chương trình của tôi sẽ mang tính nhân văn và nhân rộng cái mô hình này ra trên phạm vi cả nước và vượt sang biên giới nước ngoài. Chúc quý vị và các bạn nhiều sức khỏe. Xin trân trọng cảm ơn.